mấy anh em nào mà đang đi đánh chim sẻ sẻ bằng keo hoặc bằng lưới mà cần phải đánh cạnh tranh, phải kinh tế thì đây là tiếng để đánh cho nó quyết định nó nhảy xuống keo hoặc là vô lưới. Nói chung là bảng này là 3-1 luôn nha anh em. Anh em mở lên là đầy đủ hết, nó nghe là nó vô luôn anh em. Anh em có thể mở lên để cho nhìn chim bên ngoài và biết thử. Bán cho anh em phải gốc không có bị chèn nhẹ.